Hi Yến, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất luôn thôi thúc các nhà khoa học đi tìm kiếm các ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã phát hiện ra hơn 4.000 ngoại hành tinh xoay quanh các ngôi sao trong thiên hà. Vậy câu hỏi đặt ra là, các ngoại hành tinh được phát hiện như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Ngoại hành tinh, hay còn được gọi là hành tinh ngoài hệ mặt trời, luôn được các nhà khoa học quan tâm đến. Để phát hiện ra một ngoại hành tinh là một điều khá khó khăn với các nhà khoa học, bởi vì thông thường, các ngoại hành tinh có khoảng cách rất xa trái đất. Hơn thế nữa, chúng không tự phát sáng như các ngôi sao. Chính vì vậy, để phát hiện được ra nó, chúng ta cần sử dụng những phương pháp tính toán khoa học cùng với các thuật toán phức tạp mới tính toán ra được sự hiện diện của nó. Theo các nhà khoa học, tính đến thời điểm hiện tại, con người mới phát hiện được ra hơn 4.000 ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời. Có lẽ đây là một con số rất khiêm tốn với vũ trụ ba la kia, nhưng nó cũng là những thành quả của hàng thiên niên kỷ quan sát bầu trời của nhân loại. Vậy câu hỏi đặt ra là họ sử dụng phương pháp nào để xác định ra một ngoại hành tinh? Câu trả lời Tốt Thú Vị đưa ra là có 5 phương pháp chính của các nhà khoa học hiện tại. Bây giờ, xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu về 5 phương pháp này nhé! Thứ nhất, phương pháp vận tốc xuyên tâm. Trong thiên văn học, còn gọi là phương pháp vận tốc tia. Đây là phương pháp xác định tương tác hấp dẫn giữa một hành tinh và một ngôi sao. Các bạn hãy tưởng tượng phương pháp này như một trò chơi kéo co, giữa một bên là hành tinh, còn bên còn lại là của ngôi sao. Đương nhiên trong trò chơi kéo co này, ngôi sao sẽ chiến thắng, bởi vì trường hấp dẫn khổng lồ của nó rất lớn so với lực hấp dẫn của hành tinh tạo nên. Điều này trả lời cho câu hỏi tại sao các hành tinh quay quanh ngôi sao mà không phải là cách khác. Dù có lực hấp dẫn nhỏ hơn, nhưng hành tinh vẫn gây ra ảnh hưởng đến ngôi sao chủ của nó. Các bạn hãy quan sát trên màn hình. Thoáng nhìn chúng ta thấy có một điều rất bình thường, có một hành tinh nhỏ quay quanh một ngôi sao. Nhưng xem kỹ cách nó di chuyển thì chúng ta thấy lực hấp dẫn của hành tinh khiến ngôi sao bị chao đảo một chút. Và với hành tinh càng lớn thì lực hấp dẫn của nó làm ngôi sao chao đảo càng mạnh. Chính vì điều này mà các nhà khoa học sẽ đo sự chao đảo của một ngôi sao để xác định một hay nhiều hành tinh xoay quanh nó. Phương pháp vận tốc xuyên tâm là phương pháp đầu tiên được các nhà khoa học áp dụng thành công trong việc tìm kiếm các ngoại hành tinh. Và đây vẫn là phương pháp hiệu quả cho công cuộc tìm kiếm này. Có rất nhiều các nhà thiên văn học và kính viễn vọng trên khắp thế giới sử dụng phương pháp này để tìm kiếm các ngoại hành tinh. Điển hình như kính thiên văn Keck ở Hawaii và đài thiên văn La Silla ở Chile. Và với phương pháp này, tính đến thời điểm hiện tại nó đã tìm thấy cho các nhà khoa học 782 ngoại hành tinh, một con số khá là ấn tượng đúng không các bạn? Thứ hai, phương pháp quá cảnh. Như các bạn đã biết, nhật thực là một trong những sự kiện thú vị mà con người thường hay được chứng kiến. Nó xảy ra khi mặt trăng đi qua mặt trời và chặn ánh sáng của mặt trời khi ta quan sát từ trái đất. Điều này tương tự như cách thức phương pháp quá cảnh tìm kiếm các ngoại hành tinh. Khi một hành tinh đi qua trực tiếp giữa ngôi sao chủ và kính viễn vọng quan sát, hành tinh sẽ chặn một phần ánh sáng của ngôi sao đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, hành tinh đi qua, ngôi sao đó sẽ mờ hơn một chút. Đó là một thay đổi rất nhỏ, nhưng nó đủ để khiến các nhà thiên văn học biết đến sự hiện diện của một ngoại hành tinh xung quanh một ngôi sao xa xôi. Như các bạn quan sát trên màn hình, ở bên trái là hình ảnh được ghi nhận đường cong của ánh sáng. Đó là biểu đồ thể hiện mức độ ánh sáng quan sát được từ một ngôi sao. Khi hành tinh đi qua phía trước ngôi sao, nó chặn một số ánh sáng của ngôi sao. Đường cong này thể hiện sự suy giảm ánh sáng khi hành tinh đó đi qua. Điều này cũng dễ dàng cho các nhà khoa học khi nhiều hành tinh đồng thời bay qua phía trước của ngôi sao. Nó sẽ tạo nên nhiều sự nhiễu loạn khi đo ánh sáng của ngôi sao. Căn cứ vào những sự nhiễu loạn này, các nhà khoa học sẽ tính toán được các hành tinh đi qua đó. Phương pháp quá cảnh này không những để phát hiện hành tinh mà còn cho ta các thông số về bầu khí quyển cũng như nhiệt độ của hành tinh khi quá cảnh qua ngôi sao. Đây là một phương pháp thành công bậc nhất của các nhà khoa học
Bằng phương pháp này, họ đã phát hiện ra 3.138 ngoại hành tinh trong số hơn 4.000 ngoại hành tinh được phát hiện. Thành công nhất trong việc ứng dụng phương pháp này là kính viễn vọng không gian Kepler của NASA. Nó đã tìm giúp cho các nhà khoa học 2.600 ngoại hành tinh trong thời gian hoạt động của mình. Thật là những điều thú vị đúng không các bạn? Hãy comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Thứ 3. Phương pháp chụp ảnh. Các nhà khoa học có thể sử dụng phương pháp chụp ảnh các ngoại hành tinh bằng cách loại bỏ ánh sáng chói lóa của các ngôi sao chủ mà chúng xoay quanh. Như các bạn đã biết, thông thường các ngoại hành tinh ở rất xa trái đất và chúng mở hơn hàng triệu lần so với ngôi sao chủ của nó. Chính vì vậy, để chụp ảnh được ngoại hành tinh là một điều rất khó khăn. Một vấn đề lớn mà các nhà khoa học gặp phải trong phương pháp tìm kiếm này là họ phải đối mặt với độ sáng rất lớn của ngôi sao chủ. Nó làm lu mờ đi hình ảnh của các hành tinh. Sử dụng phương pháp này giống như việc bạn tìm con bọ chét dưới bóng đèn điện vậy. Để khắc phục vấn đề này, các nhà khoa học đã sử dụng những dụng cụ chuyên nghiệp để ngăn chặn ánh sáng chói lóa của ngôi sao chủ để chụp ảnh các hành tinh. Phương pháp này cũng tương tự như bạn đeo một cặp kính râm đi ngoài nắng, ánh nắng của mặt trời sẽ được giảm đi một cách rõ rệt. Với phương pháp này, do gặp nhiều khó khăn trong việc chụp ảnh những hành tinh ở rất xa trái đất, cho nên tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta mới chỉ phát hiện được 49 ngoại hành tinh bằng phương pháp chụp ảnh này. Hy vọng trong tương lai, các nhà khoa học sẽ có những chiếc kính viễn vọng nhìn được xa hơn, tách được hiệu quả hơn ánh sáng của ngôi sao chủ để chụp ảnh được nhiều ngoại hành tinh hơn. Thứ tư, đó là phương pháp trọng lực vi phân. Đây là phương pháp phân tích ánh sáng từ một ngôi sao xa xôi bị bẻ cong và tập trung bởi trọng lực khi một hành tinh đi qua giữa ngôi sao và kính viễn vọng quan sát từ trái đất. Theo nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, các vật thể có khối lượng lớn có thể làm cong kết cấu của không gian. Hiệu ứng này khiến ánh sáng bị biến dạng và thay đổi hướng khi bị ảnh hưởng trọng lực bởi một vật thể lớn như một ngôi sao hay một hành tinh. Và các nhà khoa học căn cứ vào sự bẻ cong ánh sáng này có thể tính toán được sự xuất hiện của các ngoại hành tinh. Như mô phỏng trên màn hình, bạn có thể thấy các tia sáng từ ngôi sao xa hơn uốn quanh các hành tinh và sau đó là ngôi sao chủ của ngoại hành tinh. Chính sự uốn cong này, các nhà khoa học có thể tính toán được trong ngôi sao đó có sự xuất hiện của hành tinh hay không. Và với phương pháp này, có lẽ nhiều bạn cảm thấy khó hiểu, nhưng với các nhà khoa học, họ đã xác định được khoảng 86 ngoại hành tinh bằng phương pháp này. Và bây giờ, chúng ta cùng đến phương pháp thứ 5, phương pháp chiêm tinh. Đây là một phương pháp dựa trên quỹ đạo của một hành tinh có thể khiến một ngôi sao chao đảo trong không gian so với các ngôi sao gần đó. Điều này quả thật là đặc biệt đúng không các bạn? Vì như phương pháp vận tốc xuyên tâm, hành tinh sẽ gây một ảnh hưởng chao đảo rất nhỏ đến ngôi sao, mà phương pháp chiêm tinh này lại sử dụng so sánh sự chao đảo của ngôi sao chứa hành tinh so với ngôi sao gần đó. Đây có lẽ là một công việc trên lý thuyết, rất khó thực hiện trong thực tiễn, bởi vì như các bạn đã biết, khoảng cách của các ngôi sao trên bầu trời là rất lớn, sự chao đảo của ngôi sao được tạo nên bởi một hành tinh là rất nhỏ. Chính vì vậy, nếu đem so sánh hai sự việc này với nhau thì rất khó để phát hiện ra. Với phương pháp này đòi hỏi sự chính xác rất cao, chính vì vậy các nhà khoa học mới chỉ phát hiện ra một ngoại hành tinh bằng phương pháp chiêm tinh mà thôi. Nhưng dù sao, nó vẫn là một phương pháp có kết quả của các nhà khoa học. Vũ trụ bao la luôn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Nhằm đi trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không, các nhà khoa học luôn không ngừng nỗ lực khám phá và quan sát các ngoại hành tinh. Vậy là hôm nay Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu những phương pháp tìm kiếm các ngoại hành tinh của các nhà khoa học. Trong các phương pháp này, có lẽ vẫn là hai phương pháp vận tốc xuyên tâm và quá cảnh được sử dụng nhiều và hiệu quả nhất. Chúc các nhà khoa học trong tương lai sẽ tìm thêm được nhiều ngoại hành tinh và hy vọng rằng trong các ngoại hành tinh đó có thật nhiều ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!